Đà Nẵng Dragons vật vã tìm chiến thắng tại VBA 2023, cú ngã xuống vực sâu từ hào quang vô địch. Đã 12 trận đấu tại VBA 2023, Đà Nẵng Dragons vẫn chưa có nổi một chiến thắng nào, một kết quả đã được dự đoán với quá nhiều những biến động xảy ra trước và trong mùa giải. Đà Nẵng Dragons từng là đội bóng đặc biệt nhất trong lịch sử VBA bởi họ là nhà vô địch đầu tiên của giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam. Trở lại những năm 2016, Dragon khi đó vẫn còn được dẫn dắt bởi huấn luyện viên trưởng Dante Hill và dàn vận động viên đến từ nhiều nơi trên cả nước. Họ thi đấu không ấn tượng ở regular season và phải chơi trận tranh vé vớt mới có thể vào playoffs. Nhưng bất ngờ đã xảy ra khi Đà Nẵng Dragon lần lượt hạ gục từng đối thủ một để lên ngôi vô địch VBA 2016 ngay trên sân nhà, tạo nên khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc cho bóng rổ thành phố Sông Hàn. Tuy nhiên, đây cũng là điểm sáng duy nhất mà Dragons có được trong 8 năm tồn tại cùng giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam. Kéo theo sau đó là một chuỗi mùa giải vừa không hay, vừa kém may mắn đến loạt thành tích không tốt so với các đội bóng khác. Có một thống kê buồn của Đà Nẵng Dragons, đó là từ khi thành lập đến nay, họ chưa có một lần nào có tỷ lệ thắng trên 50% ở các mùa giải chính thức và được công nhận. Bên cạnh mùa vô địch 2016, năm thăng hoa nhất của Dragons là 2021 khi họ cùng 7 đội bóng khác thi đấu tập trung tại bong bóng Nha Trang. Đoàn quân của huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh khi đó có 5 chiến thắng trong 7 trận đấu regular season và lọt được vào playoffs, nhưng đây chỉ coi là loạt trận thực nghiệm của VBA và không được công nhận về mặt thành tích. Theo thống kê tỷ lệ thắng của Dragons tại regular season qua 8 mùa giải VBA, bao gồm mùa giải 2023 đang diễn ra, tính từ sau 2016 là mùa giải vô địch thì thành tích của dòng sông Hàn là khá bết bát. Ngoài VBA 2016 lên ngôi vô địch ra thì Dragons luôn phải kết thúc mùa giải ở regular season. Năm nay, cánh cửa playoff coi như đã đóng lại với thầy trò huấn luyện viên Top Bub khi từ đầu mùa đến giờ, họ vẫn chưa thể có bất cứ chiến thắng nào trong 12 trận đã đấu. Lý do cho sự chật vật này mỗi năm một khác. Có thời điểm Dragon chuẩn bị không tốt cho mùa giải mới, gặp phải cầu thủ gốc Việt có chất lượng không cao. Có năm, họ sở hữu đội hình tốt nhưng trụ cột lại dính chấn thương như ứng cử viên Local Player of the Year Nguyễn Hoàng Tuấn đứt dây chằng năm 2018 hay ngoại binh Daryl Miller chấn thương đầu gối vào năm 2020. Vị trí cầu thủ Việt Kiều của dòng sông Hàn cũng gặp nhiều khúc mắc. Họ từng sở hữu Chris Dierker, một trong những vận động viên có trình độ vượt trội so với những cầu thủ gốc Việt khác tại VBA. Nhưng không may cho Dragon, khi Dierker không coi bóng rổ là sự nghiệp của mình và chẳng thể gắn bó lâu dài được với đội. VBA 2023 là một mùa giải khó khăn ngoài sức tưởng tượng với Đà Nẵng Dragons. Họ thay tướng và bổ nhiệm gấp huấn luyện viên Top Bub chỉ trong một tuần trước khi regular season bắt đầu. Điều này khiến cho đội bóng một lần nữa rơi vào trạng thái không có sự chuẩn bị tốt về con người cũng như là chiến thuật. Cộng thêm việc thay ngoại binh giữa dòng khi họ từ bỏ Yevgen Sagniuk để đổi lấy Jarrus Holder và chia tay với nội binh đang có phong độ cao nhất, đó chính là tân binh Huỳnh Andre Minh Chiết để trở về Mỹ đi du học. VBA 2023 đúng như một cơn ác mộng chưa có hồi kết với Dragons. Đảm nhiệm vị trí ghế nóng của Đà Nẵng Dragons cách đây hơn 2 tháng, huấn luyện viên Top Bird biết trước đây sẽ là mùa giải vô cùng khó khăn của cá nhân ông cũng như các học trò. Đã bước vào sân, ai cũng sẽ đặt mục tiêu chiến thắng dù có là đội cửa dưới. Nếu không thể chạm đến mục tiêu này, họ sẽ cố gắng thể hiện bộ mặt tốt nhất có thể. Nhưng với Đà Nẵng Dragons, cố gắng thôi cũng chưa đủ vì lúc này mọi thứ như đang lực bất tòng tâm với đội bóng dòng sông Hàn. Với sự chuẩn bị như thế này, tôi đã dự đoán trước đây sẽ là mùa giải khó khăn cho tất cả. Tôi không thể làm được điều gì khác, chỉ cố gắng của các học trò trải qua giai đoạn này mà thôi, huấn luyện viên Top Bub Trần Tình. Là một huấn luyện viên lâu năm, tôi biết đây có thể là mùa giải thất bại của mình, nhưng tôi vẫn chấp nhận công việc này. Cá nhân tôi không có sự hối tiếc nào cả, tôi nghĩ mình và các học trò cũng đã cố gắng hết sức. Trong mùa giải VBA, nếu không tính loạt trận thực nghiệm năm 2021, chưa có bất cứ một đội bóng nào kết thúc mùa giải với số trận thắng bằng 0. Từ nay đến hết regular season, Đà Nẵng Dragon còn 6 trận đấu nữa với 3 trận sân khách và 3 lần thi đấu trên sân nhà. Dù không dễ dàng, nhưng chắc chắn rằng mục tiêu tìm kiếm chiến thắng đầu tiên vẫn còn đó với thầy trò huấn luyện viên Top Bubs.